Trên thế giới thì tính trung bình cứ 10 người sẽ có 9 người đang hít thở không khí ô nhiễm. Ôi giời, nó bụi thì không thể nhìn thấy xe trước, có thể không nhìn thấy xe sau, không thể nhìn thấy xe trước. Nói chung là nó mù mịt. Hiện chất lượng không khí luôn ở ngưỡng cao gấp 1,2 đến 1,5 lần mức trung bình cho phép. Nhiệt độ đang tự phá kỷ lục liên tục khắp thế giới trong những tháng gần đây. Thế nhưng đáng báo động hơn là vẫn chưa có một giải pháp căn cơ để xử lý vấn đề này. Những vấn đề môi trường kéo dài đã đưa đến những mối đe dọa thường trực về thiên tai và dịch bệnh trên toàn cầu. Không có một giải pháp hữu hiệu nào bằng việc con người phải thay đổi lối sống của mình từ những thói quen đơn giản nhất trong việc đối xử với tự nhiên. Từ lâu, Phật giáo đã luôn hướng tới điều này từ những sinh hoạt thường nhật nhất. Sống chậm lại, sống gần gũi với thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên từ những điều nhỏ nhất. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Dưới Bóng Bồ Đề. Thưa quý vị, có lẽ ngày nay chúng ta nhắc rất nhiều đến những vấn đề về môi trường và những giải pháp bảo vệ môi trường. Đây là một câu chuyện không mấy xa lạ với mọi người. Thế nhưng nếu như chúng ta thay đổi lối sống từ những điều nhỏ nhặt, từ những điều đơn giản nhất thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Từ lâu, lối sống của nhà Phật đã hướng đến những điều gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ với môi trường. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hiểu nhiều hơn về câu chuyện này. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với Thượng tọa Thích Thọ Lạc, là trưởng ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ạ. Vâng, xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian đến với chương trình Dưới Bóng Bồ Đề. Cảm ơn chị Hồng Nhung. Dạ, có lẽ là mọi người thì cũng đã biết về lối sống của những người tu hành và lối sống của những người theo đạo Phật trước đây. Khi mà cách đây khoảng hơn 2.500 năm, lúc đó Phật còn tại thế thì chắc chắn là cái vấn đề môi trường không phải nghiêm trọng như bây giờ. Thế nhưng kể từ thời đó thì những người tu hành đã sống rất là gần với thiên nhiên và luôn luôn chú trọng đến việc làm thế nào để hòa hợp với thiên nhiên. Thầy có thể lý giải điều này được không ạ? Về quan điểm của Phật giáo thì con người và thế giới thiên nhiên thì là cộng tồn. Thiên nhiên tồn tại thì con người, sự sống con người tồn tại. Và sự sống con người tồn tại là bởi cái sự nuôi dưỡng, ấp ủ bởi thiên nhiên. Trong tứ đại trọng ân của Phật giáo có câu là thiên địa phú tái tri ân, nhật nguyệt chiếu lâm tri đức đại vì đỉnh lễ A-di-đà Phật. Trời che, đất trở. Và hàng ngày, ban ngày chúng ta được soi sưởi ấm bởi mặt trời, một buổi tối chúng ta được soi sáng bởi mặt trăng. Và chúng ta hít trong bầu không khí, uống nước trong sạch. Rồi chúng ta được sống, cái sự sống của chúng ta tồn tại là do đất nước gió lửa. Cho nên cái việc mà tồn tại của thiên nhiên cũng là tồn tại của chính sự sống mình. Đối với Đức Phật rất là trân trọng cái thế giới thiên nhiên. Vâng ạ, từ trước đến nay thì mọi người luôn thấy là những nhà tu hành thì sẽ có những cái nơi tu hành rất là gần gũi với thiên nhiên. Có cái mối quan hệ gì trong cái lúc mà chúng ta tu hành, chúng ta được hưởng cái bầu không khí hay là chúng ta được tiếp nhận những cái nguồn năng lượng từ thiên nhiên không ạ? Khi mà Đức Phật mới thành Phật ấy, dạ, thì là không có chùa. Dạ. Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật là lấy cái gốc cây làm cái ngôi chùa, làm một cái ngôi nhà, cái sự sống của mình. Chứ khi đó làm gì có chùa đâu. Đến hàng chục năm sau thì mới xây cái Trúc Lâm Tịnh Xá thì mới có chùa. Khi chư tăng đi theo Đức Phật đông rồi, rồi không có chỗ trú ngụ, rồi không có chỗ thuyết giảng tập trung, rồi khi đó khí hậu nó cũng có cái sự thay đổi. Cho nên Đức Phật, ông cấp cổ động viên mới kiến tạo cái ngôi chùa đó là Trúc Lâm Thiền Viện đấy. Để là cái ngôi chùa đầu tiên để cho Đức Phật giảng pháp tập trung, cũng như là để cộng tu cùng với lại các chúng đệ tử của mình. Còn trước đó thì trong một ngày thì Đức Phật buổi sáng dậy thì ngồi thiền. Gần trưa thì Đức Phật đi khất thực để nuôi sống mình. Từ buổi chiều Đức Phật đi hoằng hóa chúng sinh. Và buổi tối thì Đức Phật lại về gốc cây để ngồi thiền và lấy gốc cây làm ngôi nhà của mình. Cho nên thiên nhiên chính là ngôi nhà của Đức Phật và sự sống của Đức Phật nhờ vào thiên nhiên. Đối với ngày xưa thì các tu sĩ ngày xưa là như thế. Còn đối với thời cận đại, cận hiện đại này thì chúng ta vẫn xây ngôi chùa để có giờ cái khí hậu bây giờ nó cũng khác cái khí hậu ngày xưa. Rồi cái nếp sống thiền gia thì thường thì nửa ngày làm việc chúng, nửa ngày dành cho mình. Nửa ngày dành cho mình đó là chúng ta ngồi thiền, bái sám, tụng kinh, học hành, nghiên cứu Phật pháp, hoằng hóa chúng sinh. Còn nửa ngày dành cho trụ xứ, tức là chấp lao phục dịch để chấp tác, làm việc phúc, giáo dục hoằng pháp cho người khác, và đồng thời đi chăm, tưới, trồng cây, chăm bón cây cối. Cho nên ngôi chùa lúc nào cũng là cái nơi mà là xanh tươi, có nhiều cái cây cối xanh tươi. Xưa đến giờ thì cứ thường quan niệm là chùa và cảnh, chùa thì nó đi đôi với cảnh. Đấy, lúc nào cũng có nhiều các cái cây xanh, hoặc là còn có cái danh từ là tùng lâm. Tùng lâm tức là cái rừng thiền, rừng cây ở trong cái chốn tự viện. Có lẽ chính vì thế cho nên là người ta mới bảo là đến với các cái tự viện thì lúc nào cũng cảm thấy an yên ạ. Bởi vì chùa gắn với cảnh như là thầy nói. Và mặc dù là bây giờ thì người ta cũng phải dành nhiều cái quỹ đất hơn để xây những cái công trình nhà ở, rồi công trình cao tầng. Thế nhưng mà mỗi khi tìm về những ngôi chùa thì người ta vẫn thấy được một cái sự bình an và một cái sự hòa hợp với thiên nhiên, dù là ngôi chùa đó có nhỏ hay là có lớn. Thầy có thể lý giải nhiều hơn nữa cái sự kết nối giữa tự nhiên và những người tu hành được không ạ? Bởi vì trước nay thì chúng con cũng có nghe nói đến thờ thần cây này, thần rừng này, rồi là những cái câu chuyện liên quan đến thiêng hóa, những cái mối dây thiêng liêng của tự nhiên như vậy. Không biết có liên quan gì đến những người tu hành không ạ? Tại vì cái sự sống của thiên nhiên nó giúp cho sự sống của con người. Cỏ cây hoa lá thì Đức Phật cũng tôn trọng. Mặc dầu là cỏ cây hoa lá thì có thể là nó không có cái hữu tình như là các cái chúng sinh, như con người hay động vật, nhưng mà đều có các cái thần cây. Đấy, cho nên Đức Phật trong giới luật Đức Phật dạy là cấm không được là sát sinh, và cũng cấm không được là vô cớ mà khản chặt các cái cây. Mà trước khi muốn khản chặt cái cây vì một cái lý do chính đáng nào đó thì phải như Đức Phật trong luật dạy là rắc cái tro hoặc là chấu bốn xung quanh, xong hôm trước này thắp hương và xin phép các ông thần cây đó. Nếu mà qua một đêm mà thấy có các cái vết chân đi như thế thì coi như là cái ông thần cây, ông ở đấy thì ông cũng xem như là ông đã đồng ý cho cái tâm nguyện của mình để khản chặt cái cây này để làm việc lợi ích cho Phật pháp hay lợi ích cho quần chúng xã hội. Thì khi đó mới được quyền khản chặt. Còn vô cớ không được khản chặt các cái cây, và cũng không được sát sinh. Và thậm chí mà Đức Phật còn cẩn thận, khi mà uống cái ly nước trà mà nó còn đang nóng thế này mà không được tùy tiện mà hắt xuống dưới đất hoặc là xuống gốc cây để khiến cho các cái côn trùng nó chết và các cái cây nó bị héo, nó chết đi. Cho nên Đức Phật rất là trân trọng cái thế giới thiên nhiên, kể cả những cái con vi khuẩn nhỏ nhất mà Đức Phật cũng tôn trọng. Từ buổi bình minh của nhân loại, loài người đã sống dựa hoàn toàn vào thiên nhiên. Họ cư trú trong hang động, tìm kiếm thức ăn trong các khu rừng và lấy nước từ những con sông, con suối. Thiên nhiên cung cấp cho con người cả những công cụ lao động bằng đá thô sơ để từng bước con người tiến hóa và phát triển. Giống như ngôi nhà khổng lồ, thiên nhiên luôn bao bọc và chở che cho con người. Luôn giữ lòng biết ơn ấy, Phật giáo chưa bao giờ quay lưng lại với thiên nhiên. Thậm chí với các sư tăng, thiên nhiên là một phần quan trọng của cuộc sống và quá trình tu hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ sinh ra dưới gốc cây vô ưu tại vườn Lâm Tỉ Ni, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, chuyển bánh xe Pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển và nhập Niết Bàn ở rừng Sa La. Đặc biệt, từ khi rời bỏ cung điện và núi tìm đạo, Ngài sống hòa hợp với thiên nhiên dưới bóng cây rừng, lấy gốc cây làm ngôi nhà để hành đạo. Từng bước chân của Đức Phật và Tăng đoàn đều được nâng đỡ bởi thiên nhiên. Môi trường trong lành ấy giúp cho Đức Phật tu tập một cách thanh thoát, nhẹ nhàng, an lạc từ thể chất đến tinh thần. Và cũng chính vì vậy, mãi đến sau này, nếp sống của nhà Phật luôn hướng đến sự thanh tịnh và giản dị, một nếp sống gần gũi với thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên từ những điều nhỏ nhất. Có lẽ chính vì cái triết lý sống như vậy cho nên là nó đã quy ước chung một cái lối sống hình thành ngay từ nhỏ của những người xuất gia tu hành, phải không ạ? Từ cái ăn, cái mặc đều rất là tiết kiệm, đều rất là thanh tịnh, phải không thầy? Dạ vâng, đúng đấy. Chúng tôi nhớ mãi là khi còn làm tiểu ấy mà câu cửa miệng đầu tiên mà sư phụ thường hay dạy là nắm rửa lệch kê là sạch cỏ đỏ dầu. Làm sao là sạch được cỏ, đỏ được dầu, nấm thì rửa, lạch thì kê. Đấy. Hoặc là phải tiết kiệm. Có một lần cũng bị quỳ hương là bởi vì là khi tụng kinh xong rồi cái đèn ấy mình không có tắt. Đấy. Sau rồi mình xuống dưới mà để cái đèn lãng phí điện thì sư phụ cũng bắt là quỳ hương một lần để nhớ mãi. Rồi sư phụ nói rằng là thủ hộ ta tam bảo như là kỷ nhẫn tình, thủ hộ cái của tam bảo vật chất của tình thi năng tiêu giống như là gìn giữ cái con người của mình. Đấy, cho nên là từ cái hạt cơm cũng phải trân trọng. Nếu mà mình không biết trân trọng thì mình sẽ phải tội, phải trả nợ những cái tín hí. Sư phụ dạy rất là kỹ những các cái cuộc sống đơn giản, cái cuộc sống tri túc và kiện đức của nhà Phật. Nó cũng khiến cho là rất gần với thế giới thiên nhiên và cũng đồng thời để có cái ý bảo vệ cho cái trân trọng thế giới thiên nhiên và cũng như là trân trọng cái những các cái vật thực của trời đất và tinh thí cho ban tặng cho mình. Vâng ạ. Ngày ấy khi mà thầy được tiếp nhận những cái bài học đầu đời như vậy thì thầy có thắc mắc vì sao chúng ta lại phải làm như thế, vì sao chúng ta phải tiết kiệm, vì sao chúng ta phải gìn giữ thiên nhiên, phải gần gũi với thiên nhiên, thầy có đặt ra những câu hỏi đó không ạ? Khi mà thấy sư phụ có một cái cử chỉ yêu cầu mình phải quỳ hương vì những cái việc mình làm không có đơn giản, không có tiết kiệm của tam bảo như thế, thì khi đó là sau thì cũng nghĩ rằng sư phụ khắt khe, nhưng mà sau được sư phụ dạy thì là tín thí nan tiêu, thì người ta từ mồ hôi nước mắt người ta làm kiếm được một đồng tiền, một đồng tinh mà do cung kính là kính Phật trọng tăng để cúng dường đời sống của quý thầy. Cho nên chúng ta tiếp nhận nhưng mà chúng ta phải tiết kiệm và phải trân trọng những cái sự cúng dường của người ta. Thì cái sự cúng dường của người ta mới thực sự có phước và bản thân mình không có mang cái nghiệp và không có nợ người ta. Dạ. Đấy. Yeah. Dạ, chúng con cũng được biết là người nhà Phật thì có một cái mùa gọi là mùa an cư kiết hạ. Không biết là có ý nghĩa gì không thầy và nó có liên quan gì đến câu chuyện là chúng ta hòa hợp với thiên nhiên hay không ạ? Khi Đức Phật còn tại thế thì là Đức Phật có chế ra mỗi một năm là có 3 tháng để cho các đệ tử của Đức Phật phải ngồi tại chỗ. Khi đó là cái mùa mưa, còn vi khuẩn nó sản sinh rất là nhiều. Mà nếu mà chư tăng mà đi khất thực ấy, thì chúng ta đi ra ngoài nhiều thì dẫm phải cái con vi khuẩn đó khiến nó bị tổn cái sinh mạng của nó. Cho nên Đức Phật nói là đề nghị tất cả các đệ tử của Đức Phật trong cái mùa mưa, cái mùa sản sinh ra nhiều côn trùng thì không được đi ra ngoài nhiều, phải kết hạ an cư, phải ăn trú tại một chỗ để thúc niệm thân tâm trao dồi giới định tuệ của mình và đồng thời là hạn chế cái việc là dẫm đạp vào các cái con vi khuẩn. Đấy cũng là một cái xuất phát từ cái tâm từ bi của Đức Phật. Không chỉ con người, không chỉ những cái con động vật mà chúng ta có thể nhìn thấy một cách cụ thể rõ ràng, mà kể cả những cái con vi khuẩn côn trùng thì Đức Phật cũng vẫn thương. Tại vì nó cũng đều có cái mạng sống. Cho nên Đức Phật mong muốn tất cả những người đệ tử của Đức Phật dù tại gia xuất gia thì cũng phải tôn trọng cái mạng sống của các cái con người, động vật cũng như là cái con vi khuẩn như thế. Dạ. Cho nên mới có cái phong tục tập quán đã truyền đến 2000 năm nay thì chư tăng vẫn phải duy trì. Không chỉ trong sinh hoạt thường nhật, Phật giáo còn gây dựng nhiều phong trào kêu gọi Phật tử bảo vệ thiên nhiên từ những hành động nhỏ nhất. Tổ chức những câu lạc bộ để làm sạch đường phố, quét rác cũng như đào các cái hố để mà chúng ta chứa các cái hố rác, phân loại các loại rác tại các cơ sở tự viện và tại các gia đình của Phật tử. Không phải ngẫu nhiên mà những ngôi tự viện của Phật giáo thường rợp bóng cây xanh, tỏa không khí trong lành và nếp sống an bình. Những người đến với Phật giáo đều khuyến khích sống chậm, tập thiền, ăn chay, đến gần hơn với thiên nhiên bằng việc chăm sóc cây cối và chim muông. Lối sống này của các thiền sư không chỉ là một phương thức tu tập, đó là lối sống lành mạnh mà Phật giáo luôn hướng tới để bảo vệ môi trường và tự nhiên. Có rất nhiều cách đơn giản để mỗi người có thể bảo vệ môi trường một cách giản dị như thế. Hãy hạn chế ni lông và rác thải nhựa, trồng nhiều cây xanh hơn trong chính không gian quanh mình và rèn luyện cho những đứa trẻ về điều đó. Ăn chay như một biện pháp hữu hiệu để tránh ảnh hưởng đến quần thể động vật trong tự nhiên. Từng có rất nhiều người có thói quen ăn uống và sở hữu của ngon vật lạ. Chính điều đó đã dẫn tới những hành động săn bắt và nuôi giữ trái phép các loài động vật hoang dã. Những năm 2005, vì nhu cầu sử dụng mật gấu để chữa bệnh, Việt Nam từng có khoảng trên 4.000 con gấu bị nuôi nhốt. Đây không chỉ là hành động đi ngược lại với lòng từ bi của đạo Phật, mà nó còn ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái tự nhiên. Sau này, khi các tổ chức bảo vệ động vật đưa chúng ra khỏi các trại nuôi nhốt, chúng phải mất rất nhiều thời gian để có thể phục hồi những thương tổn của mình. Có cá thể đã mất khoảng phải đến 6 tháng cho đến 1 năm, thậm chí là lâu hơn, để dần dần giải quyết những cái vấn đề liên quan đến tâm lý và niềm tin đối với con người. Chính lối sống của con người là thứ tác động trực tiếp đến môi trường tự nhiên. Chỉ khi có một lối sống lành mạnh, các giải pháp về môi trường mới thực sự bền vững. Trước đây khi mà con có cơ hội nói chuyện với những người đã từng có những cái ngày mà làm thợ săn ấy, thì họ bảo là một trong những cái sự thức tỉnh của họ là khi nhìn vào những cái con mắt của những cái loài vật mà họ săn được. Ví dụ như là con khỉ chẳng hạn, thì đôi khi là săn bắn xong mình thấy dòng nước mắt của con khỉ chảy xuống và nó làm cho họ cảm thấy rất là bất an ở trong lòng và khiến cho họ cũng một ngày nào đó phải dừng lại cái công việc đấy. Không biết là có thêm nhiều những cái câu chuyện như vậy mà thầy cảm nhận được, thầy trải nghiệm được ở ngoài để mà chúng ta nói với nhau về sự cộng tồn của con người và loài vật, cũng như là với những cái mối liên kết giữa thiên nhiên xung quanh không ạ? Đối với tinh thần đại bi đồng thể của đạo Phật, cái sự đau khổ của con người cũng như là động vật, cũng như là cái sự đau khổ của chính mình. Mặc dầu cái con động vật đó nó kêu, nó la, mình không biết, không nghe thấy, nhưng mà chính Đức Phật lại nghe thấy. Khi mà chúng ta giết một con lợn, hay là giết một con chó, hay là giết một con mèo, con cá, gà gì đó, thì cái tiếng kêu của nó chính là cái tiếng là kêu van, là tha thứ cho nó, không giết nó. Nhưng mà chính con người không nghe thấy như thế, cho nên chúng ta cũng thấy là thản nhiên thôi. Còn đối với Đức Phật thì Ngài có cái nhĩ căn viên thông, cho nên là Ngài nghe thấy tiếng gọi của họ. Họ đang nói gì, họ đang cần gì. Thì Ngài biết là các cái loài vật này nó cũng đều mong muốn là nó sợ chết và nó mong muốn được cái bảo tồn cái sự sống của nó. Cho nên Đức Phật mới dạy thương các cái loài vật đó, thì Đức Phật mới dạy các đệ tử là phải tôn trọng các cái mạng sống của các cái loài động vật, không nên xuất sinh. Đấy có phải lý do những người tu hành là ăn chay không ạ? Và có một cái lối sống rất là thanh tịnh ạ? Đúng rồi. Một là ăn chay để mà nuôi dưỡng cái tâm từ bi, hai là ăn chay để mà bảo vệ cái thế giới tự nhiên. Đó. Và đồng thời cũng là những người tu hành để mà ăn chay cũng là một cái thiểu dục tri túc, để thiểu dục. Nếu mà mình mà ăn thô bồ quá, như là ăn thịt, uống rượu nhiều, hoặc là những cái chất kích thích nhiều, thì nó cũng khiến cho nội tâm của những người tu hành nó cũng hay bị xáo trộn, khó có thể là định được cái nội tâm của mình. Cho nên cũng có rất nhiều lý do mà các nhà tu hành thường thường là cũng phải ăn chay. Dạ, chúng ta có nên khuyến khích mọi người ăn chay nhiều hơn, sống chậm lại và suy nghĩ tích cực hơn không ạ? Chúng tôi nghĩ là lên khuyên mọi người ăn chay, tại vì ăn chay cũng là hết sức là khoa học. Theo khoa học bây giờ người ta cũng phân tích là những người ăn chay là những người ít bệnh. Thì người ta cũng đưa ra cái lý giải là những cái con động vật, đặc biệt là những cái con động vật thú dữ mà nó ăn thịt ý, thường nó rất là hung dữ. Còn những cái con động vật mà ăn cỏ thì nó rất là hiền lành. như con trâu, con dê, con hươu rất hiền đúng không? Những cái loài thú mà ăn cỏ và ăn thực vật thì rất hiền. Còn những con thú mà ăn thịt như là con hổ, con báo rồi cái gì đó là nó cũng rất dữ dằn. Cho nên là nếu mà chúng ta ăn thịt nhiều thì nó cũng khiến cho tâm của mình cái sự sân giận nó dễ nảy sinh. Hạn chế ăn thịt cũng là rất là tốt, để tâm của mình nó được thanh tịnh, nó được lắng xuống và nó tĩnh tâm hơn. Để có rất nhiều cái lý do mà có lẽ là nếu chúng ta ăn chay được thì cũng rất là tốt. Thân khỏe tâm an vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng mà cái thói quen của người ngoài đời thì bây giờ người ta cứ ăn mặn nó quen rồi. Để thay đổi cái thói quen này thì cũng vẫn từ từ phải, mọi người phải hiểu được cái lợi ích của nó, thì mọi người dần dần sẽ chuyển đổi ăn chay. Cho đến thời đại bây giờ cũng có rất nhiều người đã thích ăn chay, kể cả những người là không theo tôn giáo họ cũng đã thích ăn chay rồi. Tôi cũng đã từng sinh sống ở Đài Loan hay là ở bên Mỹ hoặc là một số các nước, tôi thấy rằng có rất nhiều các cái tiệm cơm chay, và thậm chí những cái tiệm cơm chay thì có rất nhiều người đến họ thưởng thức và họ hưởng ứng. Có lẽ là họ cũng không có khái niệm về tôn giáo, nhưng mà ăn chay đúng ra nó sẽ tốt cho sức khỏe và nó ít bệnh hơn. Và quan trọng là làm cái tâm mình nó lúc nào cũng nhẹ hơn, đúng không? Tâm nó nhẹ nhàng. Thưa thầy, để mà thay đổi lối sống của mọi người từng ngày một, từ nhỏ cho đến lớn, từng chút một thôi, để tạo nên một cái sự thay đổi lớn cho cộng đồng, cho môi trường, thầy có muốn nhắn nhủ gì tới mọi người không ạ? Tôi cũng rất là mong muốn rằng từ cái quan niệm cho đến hành động, chúng ta nên phải hiểu rằng cái sự sống của loài người là có cái sự bổ trợ và hỗ trợ tương hỗ của thế giới thiên nhiên và thế giới động vật. Cho nên chúng ta bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ chính mình. Bảo vệ chính mình, cái muốn cho cái sự sống của mình nó được tồn tại phát triển thì là phải có cái sự bao bọc của thế giới thiên nhiên. Cho nên tôi mong muốn rằng tất cả chúng ta đang sống trên trái đất này, chúng ta phải bảo vệ cái thế giới thiên nhiên này, bảo vệ cái trái đất này. Mà có bảo vệ cái trái đất này thì cái sự sống của chính chúng ta nó mới được bảo tồn vững bền. Mà muốn bảo tồn cái thiên nhiên này thì nó phải xử lý từ trong nội tâm. Tức là tâm thanh tịnh, thế giới thanh tịnh, tâm bình, thế giới bình, tâm vô nhiễm thì thế giới vô nhiễm. Tâm mà chúng ta còn tham sân si, mạn nghi, tà kiến và tham vọng nhiều quá thì cũng chắc chắn là sẽ đi đến hành động là tàn phá cũng như là hủy hoại thế giới thiên nhiên. Cho nên chúng ta muốn cho cái thế giới thiên nhiên tốt thì chúng ta, bên ngoài tốt thì chúng ta phải xử lý cái tâm ô nhiễm của chúng ta trước. Mà tâm ô nhiễm của chúng ta xử lý rồi thì cái tâm nó đã không muốn làm, không muốn phá hoại cái thế giới thiên nhiên này thì chắc chắn là cái thế giới thiên nhiên sẽ được bảo tồn. Mà thế giới thiên nhiên được bảo tồn thì sẽ bảo tồn cái trái đất này được bền vững. Mà cái trái đất được bền vững thì sự sống của mỗi chúng ta đang sống ở trên cái trái đất này sẽ được là bền vững. Thì đó là cái điều nhắn nhủ. Tôi mong muốn rằng tất cả những người đang sống trên trái đất này phải có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. Bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ chính mình. Vâng ạ, và có lẽ là không có gì thiết thực hơn bằng cái việc là chúng ta nhìn nhận cái câu chuyện bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã như chính là bảo vệ cái tài sản quý nhất của bản thân mình. Đó chính là nó tác động lên chính cái thế hệ con cái của chúng ta. Con cái chúng ta có được một cái bầu không khí trong lành hay không để hít thở, có được cây xanh không để có thể ngắm nhìn, có được những loài động vật hoang dã để mà chúng ta chiêm ngưỡng hay không, để mà chúng ta sống gần với nó hay không, thì hoàn toàn là một bài toán mà chúng ta phải giải. Và đúng như thầy cũng vừa mới giảng cho tất cả mọi người, nếu như mà chúng ta xóa được cái tâm ô nhiễm của mình, làm cho nó trong lành hơn, làm cho nó an yên hơn, thì có lẽ là mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, mọi thứ nó sẽ bền vững hơn với tất cả chúng ta. Xin được cảm ơn thầy về câu chuyện ngày hôm nay thầy đã chia sẻ cùng với những khán giả của Dưới Bóng Bồ Đề ạ. Vâng, thưa quý vị, từ nhỏ tới lớn chúng ta đã luôn được dạy, điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi. Và có lẽ trách nhiệm này là của chúng ta, của chính những người đang sống. Làm sao để có một bầu không khí tốt đẹp, bền vững hơn cho chính con em mình. Đó là trách nhiệm của chính những người chúng ta. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị đã đến với chương trình Dưới Bóng Bồ Đề. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.